thấy cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị rất là chu đáo và có nhiều điểm mới hơn so với lần trước, nhất là về công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử. Đặc biệt bầu cử lần này diễn ra vào dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Tỉnh có trên 30% đồng bào dân tộc Khmer, nên công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc luôn được quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, như là trên mạng xã hội, sóng đài phát thanh truyền hình, trong đó có chương trình phát thanh truyền hình tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng Khmer. Thông qua các hội sư, người có uy tín để tuyên truyền đến người, đến những gia đình đồng bào dân tộc Khmer, để người dân hiểu biết được về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như là các quy định về công tác bầu cử, từ đó tự giác tham gia bầu cử trên địa bàn. Như các vị đã thấy cũng như là phóng viên, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng như là triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nên không khí bầu cử rất là vui tươi và phấn khởi, và con cử tri rất là nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu bầu cử bầu đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tư cách là một công dân, bản thân tôi rất là mong muốn đặt kỳ vọng lớn vào những người trúng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo đầy đủ phẩm chất, năng lực và hết lòng phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri để làm sao cho tạo được tiếng nói có trọng lượng, góp phần vào thực hiện các chính sách của địa phương, hợp với lòng dân của địa phương phát triển về kinh tế. Tôi mong các vị đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt chương trình hành động của mình như đã cam kết, đề xuất nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, tỉnh Trà Vinh, triển khai thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp, đặc biệt là chính sách về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tôi tin tưởng các đại biểu năm mấy năm sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất vai trò dân chủ đại diện của mình, thực hiện thực sự xứng đáng với niềm tin tín nhiệm của cử tri. Xin cảm ơn phóng viên. Tôi thấy cử lần này đáo và có nhiều đổi mới hơn so với lần trước, nhất là về công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử. Đang đây có nước lọc lần này diễn ra vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, là tỉnh có trên 30% đồng bào dân tộc Khmer, nên công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc luôn được quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, như là trên mạng xã hội, sóng đài phát thanh truyền hình, trong đó có chương trình phát thanh truyền hình tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng Khmer. Đặc biệt thông qua các vị sư, người có uy tín, để tuyên truyền đến những người,
đến những gia đình đồng bào dân tộc Khmer để người dân hiểu biết được ý nghĩa tầm quan trọng cũng như là các quy định về công tác bầu cử, từ đó tự giác tham gia trên địa bàn như các vị đã thấy cũng như là phóng viên. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng như là triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên không khí bầu cử rất là vui tươi và phấn khởi, và con cử tri rất là nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu bầu cử bầu đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tư cách là một công dân, bản thân tôi rất là mong muốn đặt kỳ vọng lớn vào những người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo đầy đủ phẩm chất, năng lực và hết lòng phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri để làm sao cho tạo được tiếng nói có trọng lượng, góp phần vào thực hiện các chính sách của địa phương, hợp với lòng dân để địa phương phát triển về kinh tế. Tôi mong các vị đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt chương trình hành động của mình như đã cam kết, đề xuất nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, tỉnh trà Vinh, triển khai thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp, đặc biệt là chính sách về dân tộc tôn giáo, đảm bảo an ninh xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tôi tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất vai trò dân chủ của mình, thực hiện thực sự xứng đáng với niềm tin tín nhiệm của cử tri. Xin cảm ơn phóng viên. Tôi thấy cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị rất là chu đáo và có nhiều đổi mới hơn so với lần trước. Nhất là về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Đặc biệt, bầu cử lần này diễn ra vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp. Là tỉnh có trên 30% đồng bào dân tộc Khmer, nên công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc luôn được quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như là trên mạng xã hội, sóng đài phát thanh, truyền hình, trong đó có chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng Khmer. Đặc biệt, thông qua các vị sư, người có uy tín để tuyên truyền đến những người, đến những gia đình đồng bào dân tộc Khmer để người dân hiểu biết được về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như là các quy định về công tác bầu cử